Xin chào thầy cô và các bạn. Hôm nay nhóm chúng em xin trình bày phần nội dung gen, hệ gen và nhiễm sắc thể. Đây là danh sách các thành viên trong nhóm. Nội dung hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu gồm có 4 phần chính đó là Trước hết, chúng ta sẽ cùng vào nghiên cứu phần 1, cấu trúc gen của sinh vật nhân chuẩn. Định nghĩa chung của gen là toàn bộ trình tự axit nucleic cần để tổng hợp một sản phẩm gen chức năng, polypeptide hoặc RNA. Gen không chỉ chứa các nucleotide mã hóa cho trình tự amino hay RNA chức năng được gọi là vùng mã hóa. Gen còn chứa tất cả những trình tự DNA cần để tổng hợp sản phẩm phiên mã RNA nhất định, bất kể từ vị trí tương đối của chúng so với vùng mã hóa như thế nào. Trong gen sinh vật nhân chuẩn có enhancer vùng kiểm soát phiên mã, vùng không mã hóa quan trọng gồm promoter, các trình tự xác định vị trí 3', polyadenin hóa và vị trí cắt nối. Ở trong hình ta thấy một đoạn gen của sinh vật nhân chuẩn gồm có enhancer, promoter, giữa đầu 5' và đầu 3' là xen kẽ gồm 2 in trong và 3 e song. Đó là đoạn mã hóa, bước vào tiền phiên mã, vẫn ở trong nhân thì ở đầu 5' là G, đầu 3' là đuôi polya. Khi trở thành mRNA hoàn chỉnh ở trong tế bào chất thì đoạn gen đã được mã hóa sẽ cắt bỏ các đoạn in trong và nối các đoạn exon lại với nhau. Hầu hết gen của sinh vật nhân chuẩn chứa intron và phiên mã thành mRNA mã hóa một protein. Thuộc tính đa sistron là những mRNA chứa vùng mã hóa cho nhiều protein cùng hoạt động trong cùng quá trình sinh học. Thuộc tính đơn sistron là mỗi mRNA mã hóa một protein. Hầu hết gen của động vật và thực vật đa bào chứa in trong và in trong này bị loại bỏ khi RNA được gia công trong nhân. Tiếp đó, mRNA sau gia công sẽ được chuyển ra ngoài tương bào để dịch mã. Các protein lớn trong sinh vật bậc cao chứa các miền lập. Protein này được mã hóa từ gen chứa các e song giống nhau, lặp lại và nằm xen giữa các in trong có độ dài khác nhau. Ví dụ như fibronectin thành phần của chất nền ngoại bào. Gen mã hóa chứa nhiều bản sao của năm loại e song và nó tiến hóa bằng cách nhân đôi liên tiếp DNA mã hóa e song lập. Hệ gen của các sinh vật nhân chuẩn chứa các đơn vị phiên mã đơn giản và phức tạp hầu hết gen của sinh vật nhân chuẩn được biểu hiện từ những đơn vị phiên mã tách biệt và mỗi mRNA dịch mã thành một protein đơn vị phiên mã của sinh vật nhân chuẩn được chia làm hai loại đó là đơn vị phiên mã đơn giản ví dụ beta globin được gia công tạo thành một loại mRNA và mã hóa một loại protein nhất định sản phẩm phiên mã RNA bậc 1 có thể gia công theo nhiều cách dẫn đến sự tạo thành mRNA có e xong khác nhau nhưng thành một polypeptide với quá trình dịch mã thường khởi đầu tại AUG đầu tiên trong mRNA ở trên hình là nhiễm sắc thể thứ 11, chúng ta có thể thấy vùng màu xanh là vùng điều hòa, các vùng màu xanh còn lại là năm gen chức năng epsilon, g gamma, a gamma, beta, sigma, vùng mã hóa dài 80 kilobyte, đó cũng là đoạn gen của beta globin đơn vị phiên mã phức tạp tạo ra các mRNA cắt nối có lựa chọn mã hóa cho protein mang những chức năng khác nhau như trường hợp các dạng fibronectin của nguyên bào sợi và tế bào gan việc cắt nối có lựa chọn làm tăng mạnh số protein được mã hóa trong hệ gen của sinh vật bậc cao ở phần 3 là thay thế những e song đầu 3 phẩy. Ở trên hình ta có thể thấy 3 e song khi phiên mã thành mRNA 1 thì e song thứ nhất kết hợp với e song thứ hai hoặc khi phiên mã thành mRNA 2 thì e song 1 kết hợp với e song 3. Phần B là thay thế những nội e song. Trên hình gồm 4 e song khi phiên mã thành mRNA thứ nhất thì kết hợp cả 4 loại e song, nhưng khi phiên mã thành mRNA thứ hai thì chỉ kết hợp e song thứ nhất, thứ hai và thứ tư. Gen mã hóa protein có thể là đơn nhất, cũng có thể là một họ gen. Gen đơn nhất là 25 đến 50% gen mã hóa protein ở sinh vật đa bào chỉ xuất hiện một lần trong bộ gen đơn bội. Các gen lập hợp thành nhóm gen mã hóa protein thứ hai. Những gen này có trình tự giống nhau nhưng không đồng nhất và thường nằm cách nhau 5 đến 50 kilobyte. Ví dụ, gen đơn giản nhất mã hóa protein là lysozyme của gà. Trình tự DNA 15 kb mã hóa gen này có thành đơn vị phiên mã đơn, chứa 4 e song và 3 in trong. Dưới đây là bản đồ locus gen mã hóa lysozyme của gà. Locus gen của lysozyme với trình tự mã hóa được đặt cách 5 ma lysozyme B và 3 ma lysozyme D. Mũi tên chỉ ra sản phẩm phiên mã chính của gen vị trí các phân đoạn được khuếch tán PCR từ lysozyme A đến lysozyme Y được hiển thị bên dưới trình tự mã hóa. Các protein được nhóm gen mã hóa cũng có liên quan gần với nhau, có tính tương đồng và cấu thành họ protein. Một tập hợp gen lập mã hóa các protein có trình tự axit amin tương tự nhưng không giống hệt nhau được gọi là họ gen. Gen mã hóa protein beta-globin Họ gen chứa năm gen chức năng kỳ diệu beta, sigma, a gamma, g gamma và epsilon mã hóa cho các polypeptide với các ký hiệu tương tự. Cụm gen beta globin ở nhiễm sắc thể 11 trên hình ta thấy đoạn gen đầu 5 phẩy đuôi 3 phẩy gồm các đoạn gen epsilon, gen gamma, a, g Delta và beta, sau khi biến đổi thì gen gamma sẽ tạo hemoglobin F, delta sẽ cho hemoglobin A2, beta sẽ cho hemoglobin A các gen beta globin phát, phát sinh do nhân đôi gen của tổ tiên do đó trao đổi chéo không cân bằng trong tiến trình tái tổ hợp giảm phân do tế bào trứng và tinh trùng phát triển ngoài ra ở nghiệm sắc thể 16 cụm gen alpha globin gồm 4 gen chức năng zeta 2 zeta 1 alpha 2 và alpha 1 nhân đôi các phân đoạn trong một nhiễm sắc thể gọi là nhân đoạn ví dụ gen mã hóa gamma globin của bào thai người tiến hóa sau khi nhân đôi 5,5 kb trong locus beta globin ở hình đầu gần 10 tuần thay đầu hình thành túi noãn hoàng ở thai nhi và hemoglobin ở phôi hai epsilon từ tuần thai thứ 10 đến tuần thai thứ 31 thai nhi hình thành gan và hemoglobin hai alpha hai gamma từ tuần 31 đến trở về sau tuần 48 hình thành tủy xương và hemoglobin trưởng thành gồm 2 alpha, 2 beta. Nhiều bản sao của gen mã hóa cho những sản phẩm gen thường được sử dụng. Gen lập tiếp mã hóa cho các RNA chức năng hay protein giống nhau hoặc gần như giống nhau. Những bản sao trình tự xuất hiện liên tiếp theo mô hình đầu nối đuôi trên một vùng DNA dài. Những gen lập nối tiếp mã hóa RNA này là cần thiết khi nhu cầu đối với sản phẩm đối với phiên mã của chúng lớn. Khi gen tạo đủ các phân tử RNA polymerase là hữu hạn, nếu cần nhiều hơn so với số lượng cá thể phiên mã từ một gen thì ta cần nhiều hơn bản sao của gen đó. Gen không mã hóa protein mã hóa RNA chức năng Ngoài gen mã hóa RNA và tRNA, hàng trăm gen khác phiên mã thành RNA không mã hóa protein Ví dụ, tiểu RNA trong máu tham gia các nối RNA Tiểu RNA trong hạt nhân Snow RNA tham gia gia công RNA và biến ba trong nhân RNA-spRNA -RNA tham gia gia công tRNA Một họ lớn gồm các vRNA ngắn, miRNA điều hòa độ ổn định và quá trình dịch mã của mRNA đặc hiệu. mDNA phiên mã thành tiền mRNA, sau khi cắt nối sẽ trở thành mRNA hoàn chỉnh và được dịch mã trở thành protein non. Protein non được vận chuyển thành protein cục bộ. Ngoài hệ thống di truyền chính trong nhân, tế bào nhân chuẩn còn có hệ thống di truyền phụ chứa DNA, ribosome và tRNA của riêng chúng. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 2 hệ gen, phân tích cấu trúc và biểu hiện gen ở quy mô hệ gen. Hệ gen hay bộ gen là tập hợp các gen có trong một tế bào đơn bội ở e trong một tế bào prokaryote hoặc trong một virus. Hệ gen chứa toàn bộ DNA của cơ thể. Ví dụ, hệ gen người chứa DNA được chia làm 46 phần có độ dài ngắn khác nhau gọi là nhiễm sắc thể và tập hợp DNA ở dạng nén chặt đến kích thước đường kính chỉ còn 3 đến 4 phần triệu mét. Tuy nhỏ như vậy, nhưng nhiễm sắc thể người có đến 3 tỷ gốc nucleotid. Sự sắp xếp đặc thù của chúng quyết định bản chất sinh học của cơ thể. Trên hình các bạn thấy là bộ nhiễm sắc thể của người. Cấu trúc hệ gen của virus Có rất nhiều cấu trúc bộ gen có thể được nhìn thấy ở các loài virus. Chúng là nhóm có sự đa dạng cấu trúc bộ gen nhiều hơn thực vật, động vật, vi khuẩn hay vi khuẩn cổ. Bộ gen virus có dạng mạch vòng hoặc mạch thẳng. Cấu trúc bộ gen của sinh vật nhân sơ. Gen của đa số sinh vật prokaryote gồm nhiều sigma, đa trình tự promoter, operator. Gen cấu trúc của prokaryote có cấu trúc liên tục, bao gồm những đoạn mã hóa axit amin, promoter là trình tự trên phân tử ADN có ái lực với enzyme RNA polymerase có chức năng khởi động quá trình phiên mã. Operator là trình tự có ái lực với protein ức chế. Nếu operator gắn với protein ức chế sẽ ngăn cản hoạt động của ARN polymerase và ức chế quá trình phiên mã. Mỗi system trong chứa thông tin của một loại chuỗi polypeptide và cũng là nhân tố điều khiển quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide thông qua quá trình phiên mã và dịch mã. Cấu trúc phân đoạn gen ở eukaryote cấu trúc gen phân đoạn gen phân mảnh một gen ở eukaryote có cấu trúc bao gồm đoạn tăng cường enhancer đoạn khởi động promoter in trong và exon xen kẽ nhau cuối cùng là đoạn kết thúc trình tự không mã hóa non coding sequences được gọi là in trong hay gọi là đoạn sen IS sen vào và làm gián đoạn các đoạn mã hóa coding sequences Đoạn gen của Eukaryote có các yếu tố đặc hiệu vùng khởi động nằm trước vị trí khởi đầu sau mã Cô đông khởi động là ATG, cô đông kết thúc TAA, TGA và TAG Phân tích cấu trúc hệ gen và biểu hiện gen Sử dụng những kỹ thuật giải trình tự DNA tự động các phương pháp tách đoạn DNA có kích thước 100 kb thuật toán này cho phép lắp ráp dữ liệu trình tự sắp xếp. Nhà nghiên cứu đã xác định gần như hoàn toàn lượng DNA của hệ gen người và nhiều thí nghiệm quan trọng khác. Trong hình là giải trình tự vùng gen exon. Đây là một ứng dụng của công nghệ giải trình tự thế hệ mới để xác định các biến thể trên tất cả các vùng mã hóa của hệ gen, dùng nghiên cứu các bệnh ung thư, tim mạch, thần kinh. Ở hình trên là giải trình tự E4 và E65 và phả hệ gia đình bệnh nhân. Khi nghiên cứu các gen liên quan đến sự bất thường nội cân bằng ion canxi cộng, trong quá trình phát triển thần kinh trên gen RIR3 đã phát hiện hai đột biến mới C332T lớn hơn C di truyền từ bố xảy ra ở E4 dẫn đến thay thế axit amin bằng proline và C9142C lớn hơn T phát hiện trên E65 dẫn đến sự thay đổi của axit amin arginine thành cysteine ở dạng hợp tử. Có thể xác định gen từ trình tự DNA hệ gen. Quét trình hệ gen để tìm các khung lọc mỡ ORF có độ dài đáng kể. ORF thường được xác định là một đoạn DNA chứa ít nhất 100 cô đông, với cô đông khởi đầu ở vị trí đầu tiên và cô đông kết thúc ở vị trí cuối cùng. Hình bên trái là đoạn gen đầu 5 phẩy và đuôi polia gồm 3 phần 5.0 dịch mã khung lọc mở chính, vùng không dịch mã 3 phẩy. Trong vùng 5 phẩy không dịch mã là vùng mối nối thay thế, vùng bắt đầu phiên mã thay thế, vùng bắt đầu dịch mã thay thế. Giữa 5 phẩy không dịch mã và khung mở lọc chính là ORF thượng nguồn chồng chéo. Xác định gen của sinh vật có cấu trúc phức tạp cần những thuật toán tinh vi hơn. Thuật toán tìm được gen tốt nhất kết hợp tất cả những dữ liệu sẵn có giúp khả năng tồn tại của một gen tại một vị trí nhất định trong hệ gen gọi là đuôi trình tự biểu hiện EST Phân tích ORF xác định chính xác trên 90% gen của nấm men, hình bên trái và vi khuẩn, hình bên phải. Hình bên miêu tả trình tự protein NF1 của người và IRA của nấm men có độ tương đồng đáng kể. Các axit amin đồng nhất ở cả hai protein được quét màu vàng. Những axit amin có tính chất hóa học tương tự nhưng mang chuỗi bên không đồng nhất được kết nối bằng chấm màu xanh da trời. Thứ tự axit amin trong trình tự protein được thể hiện ở trái và phải mỗi hàng. Các chấm màu đen biểu thị chỗ trống trong trình tự protein số gen mã hóa protein trong hệ gen của một sinh vật không liên quan trực tiếp đến mức độ phức tạp sinh học của sinh vật đó tổng số gen mã hóa protein của một số sinh vật nhân chuẩn có hệ gen đã được mã hóa hoàn toàn. Một trong những đặc trưng đáng ngạc nhiên của so sánh này là số gen mã hóa protein trong các sinh vật khác nhau về độ phức tạp của chúng. Ví dụ, so sánh hệ gen của run tròn C. elegans và của ruồi giấm Drosophila. Hình bên trái là hệ gen của ruồi giấm và hình bên phải là hệ gen của run tròn. Ruồi giấm có 5 đoạn gen trong khi run tròn có đến 6, nhưng ruồi giấm có cấu trúc cơ thể và tập tính phức tạp hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tổ chức cấu trúc của nhiễm sắc thể. Protein phổ biến trong nhân gọi là histone thực hiện nhiệm vụ nén và tổ chức DNA nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc chất tồn tại ở dạng kết tinh đặc và dạng trải rộng. Cấu trúc của nucleosome có đường kính 10 nanomet và là đơn vị cấu trúc chính của nhiễm sắc thể. Nucleosome ở mọi sinh vật nhân chuẩn mang 147 đơn vị BP, DNA cuốn mâm phần 3 vòng quanh lõi protein cấu trúc sợi 30 nanomet có cấu trúc cuộn hình chữ chi đặt thành hai sợi xoắn quanh nhau như bện dây thừng. mỗi sợi là một chồng các nucleosome cuộn lại thành xoắn kép chiều trái tương tự hai mạch trong xoắn kép chiều phải của dna nó có chứa h 1 histone quan trọng thứ năm h 1 gắn với dna khi nó đi vào và đi ra lõi nucleosome nhiễm sắc thể trong các vùng không mang phiên mã hoặc tái bản chủ yếu tồn tại ở dạng sợi cách đặt nhiễm sắc thể trong vùng đang phiên mã có dạng chuỗi tràn hạt chảy rộng hình thứ nhất là DNA gồm có những bản vá bị cô lập. Khi thêm loại histone vào, ta sẽ được nucleosome như hình thứ hai. Nucleosome hình thứ hai là một phần nhỏ của chuỗi hạt trong cấu trúc ở hình thứ ba. Lúc này gen đang phiên mã kém hoạt động. Khi cho histone H1, ta được cấu trúc ở hình thứ tư và nó là một phần nhỏ như của cấu trúc hình năm. Đây được gọi là sợi 30 nanomet gồm các gen kém linh hoạt. Khi cho thêm các protein bắt dàn, ta sẽ được cấu trúc hình 6. Đó là một phần nhỏ của cấu trúc hình 7, nhiễm sắc thể kỳ đầu trong quá trình phân chia tế bào Bảo tồn cấu trúc nhiễm sắc thể Cấu trúc chung của nhiễm sắc chất khá giống nhau trong mọi sinh vật nhân chuẩn Trình tự axit amin của bốn loại histone H2A, H2B, H3, H4 Bảo tồn rất cao giữa các loài cách xa về mặt tiến hóa Trên hình là 8 histone thuộc bốn loại mà chúng ta vừa kể đến Biến đổi đuôi histone điều khiển chức năng và sự kết đạt của nhiễm sắc chất Mỗi protein histone tạo nên lõi nucleosome dưới đầu N linh động và thò ra ngoài cấu trúc cầu của nucleosome. Những đoạn thò ra gọi là đuôi histone. Đuôi histone cần để nhiễm sắc chất kết đặt từ cấu hình chuỗi hạt tràng thành sợi 30 nanomet. Đuôi histone là nơi xảy ra nhiều biến đổi sau dịch mã. Đuôi histone màu tím trên hình là H2A, có một vùng trượt acetin hóa. Phần màu cam là đuôi histone H2B, gồm có 5 phần acetin hóa. Phần màu vàng là histone H3 gồm có 6 phần acetin hóa, 2 phần ức chế metin hóa và 1 phần metin hóa tự do. Cuối cùng là đuôi màu xanh histone H4 gồm 3 phần acetin hóa và một vùng ức chế metin hóa. Acetin hóa histone các gốc lysine đặc hiệu tại đầu N của đuôi histone đặc hiệu bị enzyme acetin hóa và khử acetin hóa. Ở dạng acetin hóa, nhóm amin epsilon lysine điện tích dương bị trung hòa. Acetin hóa tại các vị trí khác nhau trong histone H4 cũng như ở các histone khác làm DNA nhiễm sắc chất nhảy với nucleus hơn. Những gì mình vừa trình bày được thể hiện trên hai hình đây đọc mã histone. Mã histone được đọc nhờ các protein gắn với đuôi histone đã biến đổi. Nhiều loại biến đổi cộng hóa trị ở đuôi histone có thể ảnh hưởng đến cấu trúc nhiễm sắc chất. Do thay đổi tương tác giữa các nucleosome với nhau và tương tác giữa những protein khác nhau, tham gia hoặc điều hòa các quá trình như phiên mã và tái bản DNA. Ở đây là một bản tóm tắt rất cơ bản các loại histone cho biểu hiện gen được trình bày. Các histone được monomethin hóa là H3K4, H3K9, H3K27, H3K79, H4K20, H2BK5. Trong khi đó, dimethin hóa chỉ có H3K4 và H3K79. H3K9 và H3K27 bị ức chế. Trimethyl hóa có H3K4, H3K9, H3K27, H2BK5 bị ức chế. Tuy nhiên, H3K79 vừa hoạt động vừa ức chế trong quá trình trimethyl hóa. Chỉ có 3 histone H3K9, H3K14, H3K27 và H3K122 được acetin hóa. Bất hoạt nhiễm sắc thể X ở động vật có vú giống cái, bất hoạt một nhiễm sắc thể X ở các thể gây bù liều lượng, một quá trình giúp gen biểu hiện cân bằng trên nhiễm sắc thể giới tính của cả thể đực và thể cái. Ở quá trình A, ta thấy trứng và tinh trùng bất hoạt XP. Khi XB được kích hoạt lại, tạo thành hợp tử chứa nhiễm sắc thể của trứng và tinh trùng sẽ thành phôi nang. Phôi nang đó sẽ tạo ra nhiễm sắc thể X bất hoạt bất kỳ hoặc nhiễm sắc thể X in dấu bất hoạt tạo thành XP bất hoạt. Hình B gồm trứng và tinh trùng, XP được bất hoạt trước, kết hợp tạo thành hợp tử phát triển thành phôi nang sẽ đi theo hai hướng. Khi nhiễm sắc thể X được kích hoạt lại thì sẽ tạo thành nhiễm sắc thể bất hoạt bất kỳ. Ngược lại, nhiễm sắc thể X in dấu bất hoạt cho nhiễm sắc thể XB hoàn chỉnh nhưng không biểu hiện hoặc nhiễm sắc thể XB không hoàn chỉnh và không biểu hiện. Nhiễm sắc thể X đã bất hoạt sẽ duy trì dạng thái bất hoạt trong thế hệ con của mọi lần phân bào sau. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình thái và các yếu tố chức năng của nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn. Trước tiên, chúng ta sẽ nói đến số lượng, kích thước và hình dạng của nhiễm sắc thể tại kỳ giữa có tính đặc hiệu theo loài. Khi nguyên phân và giảm phân, nhiễm sắc thể kết đặt lại cho phép nhìn thấy bằng kính hiển vi quan học. Nhiễm sắc thể kỳ giữa gấp nếp để kết đặt từ sợi nhiễm sắc chất 30 nanomet thành sợi nhiễm sắc với đường kính 100 đến 130 nanomet, sau đó tiếp tục gấp nếp thành cấu trúc có đường kính 200 đến 250 nanomet gọi là nhiễm sắc thử giữa kỳ đầu. Gấp nếp thành nhiễm sắc tử đường kính 500 đến 750 nanomet như quan sát thấy ở kỳ giữa. Phân biệt nhiễm sắc thể kỳ giữa dựa trên mô hình băng và sơn nhiễm sắc thể Phân tích băng và sơn màu nhiễm sắc thể Chromosome painting Được sử dụng để phân biệt các nhiễm sắc thể kỳ giữa của người và để phát hiện những chuyển vị mất đoạn Kỹ thuật biến thể của lai hình quan tại chỗ FISH Sử dụng các mẫu dò đặc hiệu cho các vị trí nằm phân tán dọc chiều dài của mỗi nhiễm sắc thể những mẫu giò này gắn với thuốc nhuộm hình quan có bước sóng kích hoạt và các phát xạ khác nhau. Sau khi lai và loại bỏ mẫu giò dư, mẫu được quan sát dưới kính hiển vi hình quan. Hình ảnh như vậy được hiển thị rõ kiểu nhân của tế bào. Sơn nhiễm sắc thể là một phương pháp mạnh để phát hiện bất thường số lượng nhiễm sắc thể. Ví dụ, tam nhiễm nhiễm sắc thể 21 ở bệnh nhân mắc hội chứng đau, hay chuyển đoạn nhiễm sắc thể gặp ở một số người và ở tế bào ung thư. Phân tích nhiễm sắc thể từ nhiều loài đã mang lại cho chúng ta kiến thức về tiến hóa của nhiễm sắc thể. Hiện tượng các gen tồn tại theo cùng trật tự trên nhiễm sắc thể ở hai loài khác nhau được gọi là bảo tồn đồng tuyến. Mối quan hệ giữa các nhiễm sắc thể của nhiều loài linh trưởng đã được xác định bằng cách dùng những tập hợp mẫu dò sơn màu nhiễm sắc thể lai chéo loài. Từ những liên hệ này và các phân tích vùng đồng hợp với độ phân giải cao hơn, dùng kỹ thuật giải trình tự DNA và những phương pháp khác có thể đưa ra kiểu nhân của tổ tiên chung của tất cả các loài linh trưởng. Ba yếu tố chức năng cần cho sự tái bản và di truyền ổn định của nhiễm sắc thể mặc dù có số lượng và độ dài khác nhau giữa các loài, nhiều nghiên cứu di truyền tế bào cho thấy rằng mọi nhiễm sắc thể hoạt động như nhau khi phân bào. Ngoài ra, mọi nhiễm sắc thể của sinh vật nhân chuẩn cần chứa ba yếu tố chức năng để tái bản và phân tách chính xác: một là vị trí khởi đầu tái bản, tại đó DNA polymerase và các protein khác bắt đầu tổng hợp DNA; hai là tâm động, vùng co hẹp lại cần để phân tách chính xác các nhiễm sắc thể co; ba là hai đầu, hay còn gọi là telomere. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng bàn một tí về các triển vọng trong tương lai. Truyền tự hệ gen người là mỏ vàng cho những khám phá mới trong lĩnh vực sinh học phân tử tế bào, xác định protein mới và để hiểu lịch sử tiến hóa của loài người. Tuy nhiên, tìm kiếm gen mới rất khó. Việc xác định tính chất các bản sao DNA của mRNA tách từ hàng trăm loại tế bào của người sẽ dẫn đến khám phá các protein mới và có thể dẫn đến những ứng dụng mới trong y học và nông nghiệp phần trình bày của nhóm em đến đây xin hết hy vọng qua bài này có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về gen hệ gen cũng như cấu trúc nhiễm sắc thể của người cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe